theo em anh đi về, theo em anh đi về thăm lại miền quê nơi có một con cá đây này. Nhìn thấy con cá chưa? Thấy con cá rồi. Bắn xô đây cho bố. Thiếu thịt cá ông ăn cơm nhá. Đây rồi, bố thấy con cá chuối đây rồi. Tí nữa vô cho vào thịt cá. Con ếch này, cảnh con ếch này. Con ếch này. Con ếch này. Con ếch này. Có. Con ếch này. Thả đây cho nó lớn. Con bố cho ở ông ngoại thau nhá. Không, con đứng lên không ngã. Thì bố cho ở nhá. Đứng lên trên này không ngã nha. Thì bố cho ở. Đứng vào trong kia không ngã. Thì bố cho ở nhá. Bố cho ở ông, bố về tìm lợn nhá. Bắt cả chim, xong bố lấy ếch. Xong bố lấy ếch nhá. Mỗi năm ơi, với ếch đâu rồi. Với con ếch đâu. Ếch đâu. Con ếch đâu. Năm ơi con ếch đâu. Con kia, con ếch kia. Con ếch chạy nữa. Con ếch chạy nữa. Con ếch chạy nữa. Thì ông nấu cơm lên cơm nhá. Con rửa. Con rửa đi. Con ra giếng rửa bảo ông rửa cho. Để bố bút con to lắm lên. Xong bố cho ở ông bố về nấu cơm nhá. Bố cho ở ông bố về nấu cơm nhá. Con đi bảo ông rửa cho đi. Thì ông bảo rửa chân ăn cơm nhá. Bố ơi bảo rửa chân ăn cơm không? Con to đi. Bố cho ở ông bố còn đi lấy hàng nhá. Bố lấy. Xong bố cho. Con to đây này. Bố về nấu cơm. Con gì đấy Thu? Đâu? Thu con gì đây? Cá. Cá hả? Con đưa mà ngoại chứ không? Đâu con cá đâu Khánh?